Kuala Vlog tiết lộ một thành viên trong team châu Phi bị bệnh nặng phải về Việt Nam gốc. Kuala Vlog giải thích nguyên nhân vì sao dạo gần đây không thấy sự xuất hiện của nhân vật này. Hóa ra anh bị bệnh nặng phải gấp rút trở về Việt Nam điều trị. Kuala Vlog là nam YouTuber gốc Nghệ An đã quá quen thuộc với khán giả Việt. Anh được biết đến với nhiều vlog về cuộc sống, sinh hoạt ở đất nước Angola, nằm ở Nam Phi xa xôi. Kuala Vlog cũng góp phần mang lại nét văn hóa của người Việt phổ biến đến người dân địa phương. Ngoài Kuala Vlog hoạt động trong nhóm còn có nhiều bạn bè, anh em thân thiết với nam YouTuber gốc Nghệ An. Họ thành lập một team gọi là Team Châu Phi để cùng nhau phát triển sự nghiệp ở nước ngoài cũng như xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. Dạo gần đây, nhiều người xem phát hiện sự vắng mặt của một người bạn đồng hành thân thuộc cùng Kuala Vlog, đó chính là Quang Dũng, đồng thời là chủ kênh Quang Dũng Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Sau nhiều ngày Quang Dũng không ra video mới, Kuala Vlog đã giải đáp thắc mắc của khán giả về sự biến mất của người bạn Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, Kuala Vlog tiết lộ Quang Dũng mắc bệnh sốt rét nhiều năm qua, nhưng vì ở châu Phi điều kiện kinh tế thiếu thốn nên không thể điều trị dứt điểm, ngược lại càng khiến bệnh tình trở nặng. Chính vì vậy, thời gian này Quang Dũng phải gấp gáp bay về Việt Nam để trị bệnh kịp thời, trước khi nó ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn và gây nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không thể nói rõ bệnh tình của anh Dũng. Cách đây khoảng một tháng, anh Dũng có đi khám, nằm viện gần 20 ngày. Sau đó anh có nói với anh em là mình sẽ về Việt Nam để trị bệnh dứt điểm, chứ không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Căn bệnh sốt rét là bệnh nguy hiểm ở đây, phải điều trị kịp thời. Anh Dũng cũng có 7 năm rồi, không về lại Việt Nam. Kuala Vlog tiết lộ tình hình sức khỏe bất ổn của Quang Dũng. Điều này đồng nghĩa với việc kênh YouTube của anh đã tạm thời dừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Khi nào bệnh dứt điểm, Quang Dũng sẽ trở lại châu Phi để tiếp tục đồng hành cùng các thành viên trong team. Được biết, team của Kuala Vlog ở châu Phi hiện đang tập trung phát triển sự nghiệp. Đầu năm nay, nam YouTuber gốc Nghệ An đã bắt đầu làm quen với công việc vận hành trang trại trồng trọt và chăn nuôi tại Angola. Anh không tiếc đầu tư hàng tỷ đồng và thuê nhiều nhân công để công việc thêm thuận lợi. Thời gian đầu, Kuala Vlog gặp không ít khó khăn vì chưa quen với điều kiện thời tiết và bị thương lái ép giá. Tuy nhiên, hiện tại Kuala Vlog đã dần định hình được phương hướng phát triển cho trang trại của mình. Đây cũng là nguồn thu nhập chính cho nhiều nhân công ở châu Phi.